Hồng Đăng ẩn ý bị lừa đảo, tỏ thái độ lạ khi khán giả mong tái xuất sau ồn ào quấy rối ở Tây Ban Nha. Nam diễn viên Hồng Đăng vừa có bài viết gây xôn xao cõi mạng khi bất ngờ ẩn ý chuyện bị lừa đảo. Thái độ lạ với khán giả khi được kêu gọi sớm tái xuất màn ảnh nhỏ sau ồn ào quấy rối ở Tây Ban Nha. Nam diễn viên Hồng Đăng từ lâu là gương mặt đã không còn quá xa lạ đối với những yêu thích phim ảnh, đặc biệt là ở thể loại phim truyền hình. Được biết đến với khả năng diễn xuất tốt, gương mặt điển trai cùng những tác phẩm siêu ăn khách trên đài truyền hình Việt Nam, Hồng Đăng kể từ khi gia nhập làng giải trí cũng đã có được vị thế nhất định trong lòng công chúng. Thậm chí, Hồng Đăng còn được nhận xét là nam thần đài truyền hình Việt Nam, là bảo chứng cho những siêu phẩm truyền hình ăn khách. Tuy nhiên, hơn một năm trở lại đây, tên tuổi của Hồng Đăng đã thật sự lao dốc khi anh vướng vào ồn ào không đáng có, bị cáo buộc với tội danh quấy rối người chưa đủ tuổi vị thành viên ở Tây Ban Nha. Vụ việc nổ ra khiến nam diễn viên trải qua thời gian dài lao đao. Dính cùng với anh trong drama còn có nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, cũng cùng chung số phận với Hồng Đăng, dường như biết đường quay trở lại showbiz. Mới đây, trên trang cá nhân, Hồng Đăng vừa chia sẻ hình ảnh mới. Tuy nhiên, dòng trạng thái của anh khiến không ít khán giả cảm thấy khó hiểu. Kinh tế khó khăn một chút là nhiều người có suy nghĩ đi lừa nhau nhỉ, sợ thật, nam diễn viên viết. Dưới bình luận, nhiều người cho rằng anh bị lừa tiền, tuy nhiên anh nói rằng còn có chuyện bị lừa còn hơn cả mất tiền. Bên cạnh đó, khi khán giả kêu gọi anh sớm quay trở lại showbiz thì Hồng Đăng lại có hành động thả tim dòng bình luận này, như một lời cảm ơn tình cảm yêu quý và sự chờ đợi anh trong suốt thời gian qua, dù bản thân gặp phải nhiều sóng gió. Từ sau khi drama nổ ra, Hồng Đăng trở nên khá thận trọng khi phát ngôn và đưa ra quan điểm trên mạng xã hội. Nhưng anh vẫn thoải mái khoe những bức ảnh cùng vợ đi du lịch, thông tin cửa hàng của vợ, đi tìm mặt bằng kinh doanh. Bên cạnh công việc, anh còn duy trì đạp xe rèn luyện sức khỏe. Mặc dù không có tín hiệu Hồng Đăng trở lại màn ảnh nhưng có thể thấy gia đình Hồng Đăng vui vẻ, hạnh phúc. Trường hợp của Hồng Đăng cũng bị so sánh với chuyện gia đình của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, người bị buộc tội cùng với anh ở Tây Ban Nha. Trong khi anh cùng vợ con vẫn hạnh phúc thì Hồ Hoài Anh lại bị vướng tin đồn chia tay với bà xã Lưu Hương Giang. Bởi một năm qua, cả hai dường như không xuất hiện cùng nhau, ngắt tương tác, thậm chí kênh YouTube của gia đình Giang, Hồ cũng bị nữ ca sĩ xóa ảnh chồng ra khỏi ảnh bìa. Gần đây, Hồng Đăng đăng tải trên trang cá nhân ẩn ý về việc sẽ chuyển hướng kinh doanh. Anh viết, hôm nay có cô em khá thân với mình tự nhiên nhắn tin hỏi mình về việc chuyển hướng kinh doanh và nói số học của mình về nghệ thuật là đến điểm dừng rồi, có cố cũng chỉ đến năm 2027. Hồng Đăng cũng hài hước chia sẻ chuyện được một showroom quen biết thuê về làm bảo vệ. Khán giả hỏi về việc trở lại đóng phim thì nam diễn viên chỉ thả icon không trả lời. Hồng Đăng hiện hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh, bất động sản, ô tô, phụ vợ quản lý chuỗi quán ăn của gia đình. Thời gian còn lại, Hồng Đăng đánh golf và chăm sóc cho con cái và tận hưởng cuộc sống. Anh là nam diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, từng góp mặt trong nhiều bộ phim giờ vàng như Cầu Vồng Tình Yêu, Người Phán Xử. Sự nghiệp của nam diễn viên Hồng Đăng đã đi xuống sau vụ ồn ào vào tháng 6 năm 2022 ở nước ngoài. Bên cạnh những lời chế giễu thì một số người cũng tỏ ra đồng cảm và mong khán giả có thể tha thứ cho Hồng Đăng, cho nam diễn viên cơ hội sửa sai và sớm quay trở lại với màn ảnh nhỏ, cống hiến cho nghệ thuật và trở lại với niềm đam mê của anh.